đây là chiếc xe gấp nha các bạn. Đây bạn Pin đang lái chiếc xe gấp nha, để gấp kẹo nha. Quá hay quá vậy. Wow, gấp được một kẹo luôn. Nào anh Tú gấp thử có được không? Anh Tú cho anh Tú ngồi gấp thử được không nha. Đây anh Tú gấp nha. Giờ anh Tú gấp hũ kẹo đó nha. Đây anh Tú đang chuẩn bị gấp nè. 1, 2, 3 gấp lên. Wow, hay quá, lên luôn rồi. Ra tấm pin. Wow, giỏi quá ta. Rồi. Rồi à, đem về thôi, giờ mình chơi trò chơi tiếp nha. Tẹo à. Hay đi. Wow, đây là con nhện đồ chơi nha. Nhện đồ chơi nha các bạn, nhện điều khiển nha. Đây là cái đồ bộ điều khiển của nó nha. Mình sẽ điều khiển cho các bạn coi nha. Đây, tẹo à. À, ghê chưa? Quá ghê luôn. Quay luôn. À, đây bạn Nguyên đang chơi nha. Màu gì á bạn Pin? Không gì. Ăn thử nha, ăn thử kẹo màu vàng nha. Thôi bạn Pin cho nhà ăn thử nha. Đừng nấu. Ngon quá à. Thôi tôi ăn cái mũi luôn, nấu ăn cái miệng luôn. Ăn cái miệng luôn. Đây là kẹo dẻo. Đủ rồi con luôn nha. Con vịt. Bây giờ mình học những con trên đây nha. Con vịt quá, con vịt nhiều quá nha trời ơi. Con này con gì á? Nó ăn chim bím cột. Ăn cái bím cột. Ngon quá à. Hay lắm ạ. Đây đây nè. Thôi bây giờ như mình cho con nhện tiếp đi. Ai điều khiển hả? Ai đang điều khiển vậy? Pin đó hả? Trời giỏi quá ta. Đây. Nó nút tự động luôn nha. Đây. Đây là lúc tắt lúc mở nó nha các bạn. Đây là gỡ bấm pin nè. Thấy pin trong đây nha. Và cái điều khiển đây có lúc mở lúc tắt nha các bạn. Pin ở đây nha các bạn nha. Đây vậy mà lưu ý dán đây là hết rồi nha các bạn. Hẹn các bạn lần sau nha. Bye bye. Đây là con nhện. Anh nhện anh thật chụp hình.